khu rừng ở nước Mỹ, rất là độc lạ nha. Rồi mình sẽ show cho các bạn xem. Đây là trên đường đi. Giờ mình phải đi đến chỗ ông anh nè, để ghé chở ông đi ghi luôn. Các bạn có biết không, từ nơi mình mà tới chỗ đó là mất phải hơn 1 giờ đồng hồ chạy xe đó nha, rất là xa. Để bây giờ là cũng
còn khoảng nửa đoạn đường nữa. Các bạn thấy không, từ lúc nãy đến bây giờ là chúng ta đã băng qua rất là nhiều, một đoạn đường rất là dài. Thì bây giờ là cũng đã gần tới rồi. Nhà ở đây là nó nằm trong rừng, nhưng mà các bạn thấy không, rừng, cái đường ở đây á, ở Mỹ đây họ làm rất là hay. Chỗ nào có nhà là nơi đó là có đường, đường xá ở đây là rất là dễ dàng. Đấy, về bắt đầu bước vào cổng đó. Vì hôm nay có hẹn cho nên là anh đã mở cổng sẵn. Ok, rồi mình bắt đầu mình vô trong ha. Các bạn nhìn thấy không? Cái căn nhà này nó nằm ở giữa khu rừng, cho nên xung quanh nhà các bạn thấy không? Toàn là cây thôi. Đấy, trước đây mình có tới này thì ổng đã nói rằng là ổng đã sống ở đây được 48 năm rồi, từ sau khi lấy vợ, và nay ổng đã 72 tuổi. Hey, how you doing? Okay, good. Good to see you. Thanks. Và đây, ổng sống với vợ ổng trong cái căn nhà này. Nhưng mà ổng có những cái shop bán cây cảnh, bán chậu hoa ở nằm ở ở ngoài phố. Các bạn thấy không, căn nhà rất là cổ, có theo cái phong cách là kiểu như của ngày xưa của người người da đỏ. Đây, có trồng những cây trúc rất là đẹp ha. Đây, cái hồ cá các bạn thấy không? Cá rất là màu, rất là sáng. Cái hồ không có lớn, nhưng mà điều cá rất là healthy. Đây, nước. Cái chỗ nước chảy xuống nhìn như là nước ở trong đất, trong đá nó chảy ra. Nhưng mà phải thời gian rất là lâu, cho nên là các bạn thấy rong rêu nó phủ đầy hết ha. Nước như là nước suối, trong khe núi chảy ra vậy. Thấy cá không? Rất là nhiều. Nhưng mà lúc nào cũng là khỏe mạnh. Đây, khi mình tới đây mình cảm giác mình đang tới một cái nơi mà tự nhiên, thiên nhiên nó tạo ra, chứ không phải là do con người mình tạo ra. Giống như một cái dòng suối, chứ không phải là gọi là một cái hồ. Mình tới đây 2 lần rồi mà mình thấy mình vẫn thích, mình cứ tới hồi. Hôm nay mình mới lấy hẹn là mình sẽ tới đây để mình view lại cái cảnh này cho chia sẻ cho các bạn. Yeah.
Mà theo như ông nói là cái hồ này ổng đã làm là cách đây là hơn 20 năm rồi, rất là lâu. Nhưng mà trước đây á, thì ổng nuôi chỉ toàn là cá Mỹ thôi. Nhưng mà sau khi khoảng 15 năm trở lại đây thì ổng mới nuôi cá Nhật. Đã ở trên những cái waterfall, cái nơi mà nước cạn đó, trồng những cái loại cây, nó ra nhiều cái bông rất là đẹp. Và phía bên trên chỗ nước sâu á thì trồng phần lớn là súng, phải không? Các bạn thấy bông súng không? Cho nên nước lúc nào cũng sạch. Đúng. Quá đẹp. Ở đây ngoài cái tiếng nước chảy róc rách thì chúng ta còn nghe phần lớn là nghe những cái tiếng chim hót. Ở đây nó rất nhiều loại chim, vì ở trong rừng sâu cho nên chim nó ở rất là nhiều. Cái hồ này nó không có sâu lắm nha các bạn, nó chỉ có là 3 feet nước thôi, nhưng mà cá thì rất là nhiều và rất là lớn nha, không phải nhỏ đâu nha. Mình quay không gần lắm nhưng mà cá đây nó không có phải nhỏ, size nó cũng phải 28-27 inch. Màu sắc rất là sáng, trông rất là đẹp. Đấy, các bạn có thấy không? Cái hồ này á, nó được bao phủ bởi những cái tán cây cổ thụ, cho nên ánh nắng nó xuyên qua chỉ có 4-50% thôi. Vì vậy cái hồ cá ở đây á, nó rất là thích hợp cho cá koi nó sống. Đó, ở trên cái hồ cá đó là những cái ghế đó, thấy không các bạn, thấy không? Rồi cái chậu bông nó có cái kiểu cách rất là xa xưa của cái thời cái người da đỏ sống ở đây.
Đấy, cái người mà đi đằng xe đó, dẫn con chó đi đó, đó là vợ của ông này. Ở trong cái rừng này, ít người sống ở trong cái khu rừng này lắm. Ok. Sau đây là mình sẽ quay cho các bạn xem những cái cảnh xung quanh nhà nha. Các bạn thấy không? Cây cổ thụ rất là cao. Nó đã có là hàng trăm năm rồi. Mùa hè ở đây lúc nào nhiệt độ nó cũng thấp hơn ở ngoài xung quanh những cái nơi này là 5 độ F, khoảng 5 độ F. Và mùa đông cũng vậy, mùa đông thì nhiệt độ lúc nào nó cũng cao hơn ở ngoài khoảng 5 độ F. Cho nên ở đây thời tiết rất là dễ chịu. Các bạn có nghe không? Ở đây toàn là nghe những cái tiếng chim và tiếng nước chảy thôi. Ngoài ra không có tiếng xe chạy hoặc là một cái tiếng gì nó ồn ào. Ở đây rất là yên tĩnh. Mình nhìn cái hồ này là mình không có nghĩ rằng là do cái con người mình làm ra, mà mình nghĩ là nó tự nhiên, cái thiên nhiên nó tạo ra chứ không phải là do con người mình. Tại vì á, cỏ nó mọc rêu, nó phủ
không có thấy một cái dấu gì mà nó mới mẻ cả. Từ 280 mấy. Thank you.